khi tập đoàn lính đánh thuê Wagner không còn tham chiến ở Ukraine, cục diện chiến sự không vì thế mà bớt nóng, thậm chí còn ác liệt hơn khi giao tranh diễn ra trên mọi mặt trận. Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Quân đội Nga đang tiến gần tới 4 khu vực phía đông là Avdiivka, Mariinka, Liman và Svatov. Nga đang rất tự tin với lực lượng hiện có ở Ukraine, dù các chiến binh Wagner đã không còn tham chiến tại đây. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây khẳng định, cuộc binh biến ngắn ngủi của Wagner không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine. Các đơn vị Ukraine đang phát động các cuộc tấn công bất thành. Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 15 máy bay, 3 trực thăng và 920 thiết bị bọc thép, trong đó có 16 xe tăng Leopard do Ba Lan và Bồ Đào Nha cung cấp. Nhìn chung, kể từ ngày 4 tháng 6, quân đội Ukraine đã mất khoảng 2.500 đơn vị vũ khí khác nhau. Trên chiến trường, giao tranh diễn ra ngày càng ác liệt. Quân đội Ukraine cho biết các trận chiến khốc liệt nhất trên tiền tuyến đang diễn ra ở các thành phố Bakhmut và Mariinka ở miền đông. Tại Bakhmut, quân đội Nga đã tiến hành 415 cuộc tấn công bằng pháo và 3 cuộc không kích. Còn tại khu vực Mariinka phía nam Bakhmut, gần thành phố Donetsk, lực lượng Nga tiếp tục tấn công không ngừng. Ở những nơi khác trên mặt trận phía đông, như ở phía bắc Bakhmut gần các thành phố Liman và Kupiansk, Nga đã pháo kích 377 lần các vị trí của Ukraine, tiến hành 3 cuộc tấn công và 12 cuộc không kích trong những ngày gần đây. Nga liên tục xáo trộn nhân sự. Gần đây, họ đã chuyển một trung đoàn đổ bộ đường không từ khu vực Liman đến phía bắc Bakhmut, thay thế trung đoàn này bằng các đơn vị bảo vệ lãnh thổ. Họ đang tập trung lực lượng tốt nhất của mình vào các khu vực chúng tôi tấn công. Số 1 hiện giờ là Bakhmut. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, Ukraine tuyên bố giành lại 37,4 km2 lãnh thổ sau những trận giao tranh dữ dội suốt một tuần qua, nâng tổng diện tích quân đội Ukraine giành lại sau một tháng phản công lên 158,4 km2. Tuy vậy, Kiev vẫn chưa tạo ra được bước đột phá lớn vì vấp phải sự kháng cự dữ dội của Nga. Theo hãng tin AFP, binh sĩ Ukraine lúc này chỉ có thể chậm chạp tiến từng bước. Trong một diễn biến mới nhất, nguy cơ về một thảm họa hạt nhân đang treo lơ lửng, khi gần đây các bên lên tiếng tố giác lẫn nhau về khả năng phá hoại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở đông nam Ukraine. Trong khi Nga cho rằng Ukraine đã lên kế hoạch thả đạn có tầm chất thải hạt nhân xuống nhà máy, thì Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết họ đã phát hiện vật thể giống thiết bị nổ do phía Nga cài đặt ở lớp vỏ ngoài của tổ máy điện thứ 3 và thứ 4. Là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu và là một trong 10 nhà máy lớn nhất thế giới. Nếu nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị phá hủy, không ai có thể tưởng tượng nổi 1.200 tấn nhiên liệu hạt nhân hiện đang lưu trữ ở đây sẽ phát tán đi đâu về đâu. Và đó sẽ là một thảm họa khủng khiếp đối với cả thế giới. Sau cuộc nổi loạn của Wagner, truyền thông phương Tây từng hy vọng rằng tình trạng bất ổn tại Nga sẽ mở đầu cho sự kết thúc của cuộc xung đột tại Ukraine. Cũng có những suy đoán về quyền lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin hay sự yếu đuối của an ninh quốc gia Nga. Tuy vậy, việc Tổng thống Nga xử lý khủng hoảng một cách hết sức bình tĩnh đã thể hiện bản lĩnh, đồng thời là minh chứng rõ ràng cho thấy ông chủ điện Kremlin vẫn hoàn toàn nắm trong tay quyền lực và kiểm soát được mọi tình huống khó khăn. Trong khi đó, cuộc binh biến bất thành của Wagner đã tạo ra một số điều kiện có thể khiến xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài. Thứ nhất, cuộc binh biến vừa qua không nhằm phản đối cuộc xung đột tại Ukraine, mà chỉ bắt nguồn từ những tranh cãi giữa Wagner và giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga liên quan đến cách thức tiến hành cuộc xung đột. Trong thời gian diễn ra trận chiến khốc liệt kéo dài nhiều tháng ở thành phố Bakhmut của Ukraine, thủ lĩnh Wagner từng nhiều lần chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp đầy đủ đạn dược và vũ khí cho lực lượng của mình. Trong phát biểu đầu tiên sau khi kết thúc cuộc binh biến vừa qua, Prigozhin cũng tuyên bố rằng ông ta chỉ muốn phản đối chính sách của Bộ Quốc phòng Nga nhằm đặt Wagner và các nhóm bán quân sự khác dưới sự kiểm soát chặt chẽ hơn của bộ này, chứ không muốn lật đổ chính phủ. Chúng tôi cảm thấy rằng việc chứng minh những gì chúng tôi sẽ làm là đủ và quyết định quay đầu của chúng tôi dựa trên hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất là chúng tôi không muốn làm người Nga phải đổ máu. Thứ hai, chúng tôi biểu tình để phản đối, chứ không phải để lật đổ chính phủ của đất nước. Và dù rằng đã thực hiện một cuộc hành quân vì công lý hướng về Moscow, nhưng cả Wagner và chính phủ Nga đều muốn đạt được chiến thắng trước Kiev. Thứ hai, sau vụ binh biến bất thành vừa qua, một số nhà quan sát phương Tây từng đặt dấu hỏi về sự suy yếu quyền lực của Tổng thống Nga Putin. Tuy nhiên, thực tế giờ đây, sau khi ông trùm Wagner đã sang Belarus, ông Putin đã loại bỏ được một mối lo lớn. Việc Prigozhin, một kẻ gây rối suốt mấy tháng qua bị đẩy sang Belarus, sẽ góp phần thống nhất tinh thần đoàn kết của các tướng lĩnh,
giúp Moscow tập trung toàn lực vào việc ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine. Nước Nga đang tự tin sẽ chống lại và sẽ tiếp tục chống lại áp lực, các biện pháp trừng phạt và khiêu khích từ bên ngoài. Trong bối cảnh hiện nay, nước Nga vẫn tiếp tục phát triển ổn định. Sự đoàn kết và trách nhiệm đối với vận mệnh của Tổ quốc đã được giới chính trị Nga và toàn thể xã hội thể hiện rõ ràng bằng cách sát cánh như một mặt trận thống nhất chống lại âm mưu nổi dậy vũ trang. Đến nay, sự ủng hộ của công chúng Nga đối với chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine dường như vẫn mạnh mẽ và ổn định. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Trung tâm Levada ở Nga và Hội đồng Chicago thực hiện, có tới 61% người dân Nga cho rằng chiến dịch quân sự đặc biệt rất hoặc khá thành công. Con số này cho thấy công chúng Nga nói chung vẫn sẵn lòng đồng hành cùng chính phủ trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Thứ ba, đó là quyết tâm của Tổng thống Nga Putin. Các học giả quốc tế vẫn nói về quyết tâm khi đề cập đến việc một nhà lãnh đạo sẵn sàng đứng vững và duy trì hướng đi cho một hành động cụ thể. Và cuộc binh biến bất thành vừa qua dường như đã cho thấy quyết tâm sẽ đi đến cùng của ông chủ Điện Kremlin trong cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine. Theo giới quan sát, giờ đây sau khi đã dàn xếp xong những vấn đề nội bộ, Tổng thống Nga có thể sẽ càng quyết tâm hơn để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Sau cuộc binh biến bất thành tại Nga, trước sự tan rã của tập đoàn lãnh thuê Wagner, lẽ ra Ukraine và phương Tây phải vui mừng khi loại bỏ được một vũ khí đắc lực của Moscow. Tuy nhiên, trái với mong đợi, việc ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin chuyển sang sống lưu vong ở Belarus đang khiến cho lãnh đạo các nước châu Âu đứng ngồi không yên trước mối nguy mới đang hiển hiện ngay gần biên giới. Mối lo Wagner xây dựng lực lượng mới tại Belarus đang ngày càng trở nên rõ ràng. Mới đây, các hình ảnh vệ tinh của châu Âu cho thấy một loạt cơ sở hạ tầng mới đã được xây dựng trên một cánh đồng tại Belarus sau khi Prigozhin đặt chân tới đây. Những công trình này giống như một trại quân sự, làm dấy lên nỗi lo Wagner có thể đang gây dựng lại lực lượng quân đội độc lập với Moscow. Theo các thông tin, nhóm Wagner đang có khoảng 2.000 thành viên ở Belarus, phần lớn là các chiến binh kinh nghiệm và trung thành với Prigozhin sau vụ binh biến vừa qua. Trên thực tế, diễn biến xung quanh vụ binh biến của Wagner tại Nga đặt ra nhiều dấu hỏi cho giới quân sự phương Tây. Thỏa thuận chớp nhoáng do Belarus làm trung gian không chỉ giúp Prigozhin an toàn, mà còn tạo điều kiện cho tập đoàn Wagner gây dựng lại các cơ sở bên ngoài nước Nga. Trong một thông điệp được công bố ngày 3 tháng 7, ông trùm Wagner Prigozhin tiếp tục bảo vệ cuộc nổi dậy ngắn ngủi của mình, đồng thời kêu gọi hỗ trợ trong bối cảnh lực lượng này tiếp tục tuyển quân. Kênh Grey Zone Telegram có liên kết với Wagner cùng ngày đã đăng một quảng cáo tuyển dụng cho biết, mặc dù các trung tâm Wagner tại Nga đã tạm ngừng hoạt động, nhưng tập đoàn Wagner vẫn tiếp tục tuyển dụng nhân sự. Tất cả các chuyên ngành quân sự đều được yêu cầu, ngoại trừ lực lượng tên lửa chiến lược ở thời điểm hiện tại. Trong bối cảnh ấy, ngay từ khi hay tin Prigozhin sẽ tới Belarus, lãnh đạo NATO, Ba Lan và Ukraine đã nhanh chóng lên tiếng về việc phải gia cố phòng tuyến để đối phó với ông trùm lính đánh thuê, vốn được đánh giá là người ưa nói là làm và khó đoán định. Việc di chuyển các lực lượng Nga có thể dưới hình thức tập đoàn Wagner đến Belarus, cũng như việc chuyển người đứng đầu tập đoàn Wagner sang đó, tất cả đều là những tín hiệu rất tiêu cực đối với chúng tôi. Đây cũng là điều chúng tôi chắc chắn muốn nêu lên mạnh mẽ với các nước đồng minh. Một kịch bản khả thi khác là Wagner sẽ đóng vai trò huấn luyện chiến đấu cho binh sĩ của Belarus. Chúng tôi sẽ gặp và đề nghị với họ rằng các chỉ huy của họ gặp chúng tôi trên thao trường. Họ có thể trình diễn, giải thích chiến thuật, vũ khí của họ, cách tiến hành các hoạt động tấn công và phòng thủ. Đây là những điều vô giá, là những gì chúng tôi cần từ đội quân của Wagner. Động thái trên khiến một loạt nước vùng Baltic lo lắng. Trong cuộc gặp tại Paris mới đây, các ngoại trưởng Estonia, Latvia và Litva đã kêu gọi một loại biện pháp trừng phạt mới của EU đối với Belarus, thậm chí tương tự như đối với Nga. Không chỉ vậy, giới chức châu Âu còn đang lo ngại các mầm mống Wagner ở Belarus có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng di cư. Chính phủ Ba Lan mới đây đã phải huy động thêm 500 cảnh sát chống khủng bố đến các khu vực giáp biên giới với Belarus. Động thái này diễn ra sau khi gần 200 người được cho là cố gắng vượt biên từ Belarus sang Ba Lan. Warsaw cũng bày tỏ lo ngại về việc Wagner có thể sử dụng vấn đề di cư để gây bất ổn an ninh tại nước này. Không chỉ Ba Lan, các quốc gia thuộc khu vực Liên minh châu Âu có chung biên giới với Belarus trong tuần qua đã yêu cầu Liên minh châu Âu EU và NATO đoàn kết hơn trước sự hiện diện của Wagner. Các chiến binh Wagner có thể xuất hiện ở biên giới với tư cách là người di cư và công dân Belarus. Đây là lý do tại sao chúng tôi phải chú ý nhiều hơn đến an ninh của mình, đến biên giới của chúng ta và an ninh biên giới của chúng ta với Belarus.
Rất nhiều hành động khiêu khích có thể xảy ra ở đó, đặc biệt là trước hoặc sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius. Vấn đề di cư vốn đã là nguồn cơn cho căng thẳng ngoại giao giữa Belarus và Ba Lan. Mâu thuẫn nổ ra kể từ năm ngoái khi Belarus bắt đầu khuyến khích người di cư vượt biên sang Ba Lan. Chính phủ Ba Lan đã cáo buộc Belarus sử dụng những người di cư như một lá chắn sống để gây sức ép với EU và đã từ chối cho phép họ vào nước này. Hiện vẫn còn nhiều điều chưa biết liên quan đến cuộc nổi dậy của Wagner. Thỏa thuận đã chấm dứt nó và tác động lâu dài của vụ việc này sẽ là gì? Nhưng có lẽ những gì được rút ra sau vụ binh biến vừa qua chỉ củng cố một thực tế rằng rất khó để xâm lược và chinh phục nước Nga. Cả Napoleon và Hitler đều đã từng cố gắng và thất bại. Còn giờ đây là Prigozhin. Nếu các nỗ lực trong quá khứ đều phải dừng bước trước vị tướng mùa đông, thì trong vụ binh biến bất thành vừa qua, Prigozhin đã không thể vượt qua được trí tuệ và bản lĩnh của người đứng đầu nước Nga, ông Vladimir Putin. Bản tin Nhìn ra thế giới xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.